bóng chày. Những cầu thủ đang chơi bóng chày. Hứng bóng. Bóng gậy trên băng. Những cầu thủ đang chơi bóng gậy trên băng. Chơi bóng. Quyền Anh. Người đàn ông đang luyện tập kỹ năng quyền Anh của ông ấy. Chơi quyền Anh. Bóng đá. Các đội đang chơi bóng đá. Giành bóng. Đua xe. Những chiếc xe đua tăng tốc vòng theo đường đua. Lúc đi nhanh rồi lúc lại phanh lại. Những cầu thủ đang chơi bóng chày. Những cầu thủ đang chơi bóng gậy trên băng. Người đàn ông đang luyện tập kỹ năng quyền Anh của ông ấy. Các đội đang chơi bóng đá. Những chiếc xe đua tăng tốc vòng theo đường đua.